kinh nghiệm quá chị ơi. Cái gì vậy? Đang quay tự nhiên nó nói gì chị? Trời. Trước khi bắt đầu video này, các bạn hãy nhớ để lại một like cho mình nhé. Và một subscribe nữa. Và tất nhiên là cái chuông rồi, để thông báo những cái video mới nhất cho mình nhé. Ok, thì chúc các bạn xem video vui vẻ. Con đó xà có ai không to? Trời ơi, đầu lâu đồ thảm tới. Ủa, what? Em tới chị đâu ra nhỉ? À, chị đây buôn bán số đồ cũ mà gì đâu. Trời ơi. Mà chị bán đồ này là đồ gì vậy? À, đồ trong game mà em nhớ cái trò Final Fantasy không? Cái trò mà con gấu mà dọa dọa mà cầm camera mà soi soi á. Đó, đồ đẹp không? Đó, nghe đồ đúng đẹp luôn. Hay quá này. Ủa mà chị có gì cho em cho giống như là vui không? Chứ em thấy ở đây chán mà Tết đi chơi à, mà có một mà thứ hơi bị thú vị luôn nhưng mà hơi bị đáng sợ một chút. Dám tham gia không? Em tham gia. Ok thì đây, và đây chị giới thiệu em một số gọi là nhân vật trong Final Fantasy. Đấy, đó, thấy không? Nhìn kinh dị quá à. Mình tẩn không ra, buổi sáng nó không tấn công mình, xong chỉ ở buổi tối thôi. Đó. Ủa nhìn nó sợ quá. Trời, cái con mình, trời nó bị, trời cái đầu nó bị dính vô tường luôn kìa. Đây thì đây là bạn Kenny, đây là Foxy, còn đây là Beagon, tức là gấu vàng. Đó, một số nhân vật. Nó lên tiếng nha. Nó kêu. Ơi không sao đâu. Ok, không sao đâu. Hơi sợ. Đây là Bonnie nè, đây là những đánh đàn này các thứ. Rồi. Mà vào buổi tối nó rất là nguy hiểm các bạn. Hiểu không? Và chị là người phải canh gác chỗ này, không để được để tụi này lộng hành hạ người được. Đó. Vậy giờ sao? Chị cũng chẳng biết nữa. Nếu mà em muốn thấy điều thú vị xảy ra thì chúng đợi buổi tối thôi. Thiệt á? Nó cứ kêu mãi kìa. Oh my god, kêu kìa. Kinh dậy quá à. Đấy. Thì thấy em muốn chờ đợi tới buổi tối không? Chúng ta sẽ gặp một số điều thú vị á. Chắc giờ cũng chán nên giờ đợi tối vậy ha. Ok. Chán là thôi nhưng mà cái này sợ quá. Thôi, leo luôn. Ủa trời sạc tối nè. Đi nghe chạy. Trời tối rồi kìa. Trời tối hả? Ủa giờ sao? Thì bây giờ mà nói là điều thú vị trong ngôi nhà này nhưng mà nó hơi nguy một tí ạ. Đấy đó. Này như chị kìa. Đấy, thấy chưa? Thì trong này có một số kiếm kim cương. Đó, em có thể tiếp. Nhưng mà hơi khó, nhưng mà chị mong em thể vượt qua được của đây nha. Em game mất mồm có sao không? Mất hả? Nhưng mà tụi này rất mạnh luôn á. Thử, chị thử qua chị chết hơn trước rồi nha. Game ru đã. Chị cho em game mất không ngay. Mất không á? Ok. Lúc lại tí nhá. Lúc ra nữa ha. Thôi em sợ, em đứng ở chị nè. Rồi đó. Chị đi trước em sợ. Rồi ok. Chị cảm thấy người nó sẽ... Oh my god. Nghe. Nó tới nè. Oh my god. Hay cho nó cao quá. Đập cho nó ra đây. Đập cho nó đi ra đây. Ôi trời. Chị đập phát ra luôn trời. Nó không ra được. Đập. Ủa. Thầy em nó sẽ... Làm gì không?
Mà sao nó không làm gì vậy? Ôi hết. Hết rồi. Ôi ơi, còn con nào trong đấy? Con ôi, nào? Ta còn bé Candy. Ôi anh chảo quá à. Ôi núp vào. Ý. Con nó bị bắt kẹt rồi. Con bị bắt kẹt hả? Chết luôn đi. Aaaa! Nó gì vậy kìa? Rồi rồi, thế là rồi. Ôi, còn em nào nữa không? Em nào nữa không? Ôi, nó gì vậy? Cái gì vậy? Ôi, nó gì vậy kìa? Con gấp đâu? Con gấp đâu? Wow, bạo rồi, tối nó nguy hiểm lắm. Còn ai nữa không? Ôi, em sợ quá, chị ơi, cho em đi chung chị. Ôi, trời, xong chết luôn. Trời ơi, con này sợ quá à. Rồi, tụi mình đã clear xong rồi á. Ờ, kiếm lầu, đi lên lầu ơi. À, nhớ đường đi lên lầu là chị. Ờ, chị đi trước đi, chị em sợ lắm luôn á. Ok. Em nghe gì không? Có nghe không? Hơi nghe một tí. Có ai đâu? Lên thôi. Cái gì vậy? Chơi gì làm con đầu tiên rồi. Ôi trời, như con vậy. Ôi, từ từ, xuống đây chị, xuống đây. Xuống đây chị ơi, ra ngoài đi. Từ từ, chị ơi, đừng lên. Xuống ơi, chạy, từ từ. Chị đang. À, sao nhiều con vậy trời. Trời ơi. Dạ, từ từ thôi. Dạ, phải bàn kế hoạch thôi. Từ từ, phải giết từng con. Giết một con rồi. Xong rồi phải trở lại đây nha. Nha chị. Ok. Nút lên. Ôi, một con. Chạy xuống đây, chạy xuống đây, không sao tụi nó biết. Chạy xuống đây, không sao nhiều đứa biết. Chạy xuống. Ở nó xuống. Nó chết luôn. Hai con chạy. Để nó xuống. Ôi, một đứa rồi. Rồi em dụ đi, chị. Đi ra cho. Con đi xuống. Ôi. Còn một đứa đấy. Còn một đứa kia. Ôi. Từ em giết. Trời, chính là cuối cùng mà em giết chứ trời. Chán ghê. Còn ai nữa? Hên quá, không còn nào. Trời ơi, không chịu em sao ạ? Ra chị này hết rồi á. Nghề quá. Mệt quá chị ơi. Trời chơi gì một đống con trời. Trời, nó xuất hiện nào là cái gì? Chị nói cái gì? Bunny gì? Candy gì vậy? Trời ơi, xuất hiện quá trời. Con đầu gấu tim vàng nè, xong là con vịt nè luôn. Trời ơi, đi Tết cứ như là đi Halloween vậy trời. Cái gì gấp đôi Halloween nữa? Trời đúng rồi. Trời. Lúc nãy có nghe con baby nó hát gì không? Sợ đúng rồi, sợ quá trời luôn á. Từ chị ơi. Từ, mình phải gọi là sao ta? Đến đây nói chuyện chút nè. Thì cũng là trời. Nhưng mà chị cảm giác mà chị đang cảm giác có gì đang kiểu hơi lạ lạ. Không biết hả? Ủa? What? Sao chị? Ủa sao có ghế này vậy? Ngồi được không? Khoan, núp, em bị không? Sao lại có camera ở đây? Ủa? Sao có ghế ở đây? What? Ủa? Ok á. Ủa, chị cam kết với em là chị đã phá hết tất cả camera ở trong cái nhà này rồi. Sao nó lại còn đây? Ý là sao? What? Còn ghế đây nữa. Quay. Giờ chạy xuống dưới xem sao coi. Trời ơi, em sợ quá. Đi. Từ từ nha. Chị đâu rồi? Ủa, chị đâu rồi? Dạ. Trời, đi nhanh đi. Trời, tóc biến đâu đi trời. Chị chạy xuống đây thôi mà. What? What? Cái gì vậy? Đừng mà. Đừng. Ủa? Ôi, đây là cái nhà hồi nãy hả? Chạy. Ôi. What the? Cái gì vậy chị? Cái chỗ này là chỗ nhở? Đây là cái chỗ có mấy con gấu bông kia sợ lắm. Thôi chạy ra chị. Núp. Khoan. Gì? Dạ. Ủa, đây là nhà mình đang ở mà em sai rồi. Tự nhiên em la làm gì giống hết cả mình luôn á. Ủa, nhà mình á? Chị quay coi. Có nóng chả không xem. Em làm sợ ghê á. Hay là em đang mệt? Hay là mệt. Em mới gặp ác mộng xong á. Trời quá trời, con gấu gì luôn á chị. Ôi, nào là con Candy gì, con Betty gì á. Trời đất ơi, chơi game cho cổ vào bây giờ mơ luôn. Thôi để chị đem em một ít thôi nhá. Dạ. Thôi, các bạn ơi, không ngờ mình lại gặp mấy con này trời.
nó quá trời kinh dị luôn á các bạn. Chắc bao giờ không bao giờ mình chơi game mấy cái game kinh dị đâu. Sợ quá. Nó trời. Thì video của nó cũng có ở đây rồi nha. Mà các bạn nhớ thích nè, chia sẻ nè. Ủa, kìa đâu rồi? Ủa con kìa. Mong các bạn nhớ thích nè, chia sẻ đăng ký nè. Và qua channel của chị Jimmy nha. Thì cái mod này mình sẽ để ở dưới phần mô tả nha các bạn. Tạm biệt nha, giờ mình chạy hỏi con này đây.